Vâng, xin chào mừng các bạn đang theo dõi trên kênh Loai TV. Hiện tại thì mình đang thực hiện cái video này tại một cái siêu thị đồ cũ tại Nhật Bản. Nhưng hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip ngắn thôi, tại vì là cái mạng mình đang bị yếu, tải lên mạng rất là khó khăn ấy. Bây giờ mình quay một cái clip ngắn này về hai con âm ly mà mình thấy giá rất là vô cùng hợp lý tại Nhật Bản, gửi về Việt Nam nó cũng rất là hợp lý. Thì mình quay clip ngắn này gửi đến anh em nào mà thực sự quan tâm thì anh em nào nhắn vào số Zalo cho mình nhá. Đấy, thì mình để giao dịch cho nó dễ thuận tiện. Đấy, con này thì về đến Việt Nam thì có 12 triệu thôi, nhưng mà mình quan sát thì mình thấy nó mới vô cùng luôn. Đấy, thì con đàn ông 940. Đấy, con giá xuất xưởng của nó hiện tại là 70 ngàn, là 14 15 triệu tại Nhật. Bây giờ nó bán với giá như này thì mình về Việt Nam là 12 triệu thôi. PMI 940V. Không một tí vết nào anh em, cảm giác như mới tinh luôn, kinh thật. Đấy, con này là một trong những nữ hoàng âm nhạc của những năm, rất nhiều năm anh em săn tìm cái con này. Đấy, về Việt Nam 12 triệu nhé. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số Zalo đang chạy trên màn hình của anh chị các bạn. Đấy. Đấy, dưới đây thì con Marang PPM 8001. Con này về Việt Nam cũng thế tiền em ạ. Con này có khiến luôn, cũng 12 triệu về tận sân. Đấy, mà đang hai con này vô cùng đẹp tại cái trung tâm thương mại này, từ cái siêu thị này, thì anh em hết sức thông cảm thì mình quay clip ngắn này vậy thôi, để anh em nào quan tâm thì nhắn lại, bởi vì clip dài thì đẩy lên rất là lâu. Đây, đây cho anh em xem cái lưng của nó này. Đấy, đây là hàng siêu lướt tại Nhật luôn, không có một đụng chạm nào nhá, sửa chữa với nỉ tháo bông vệ sinh thì cũng không có luôn anh em. Đấy, thì cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi cái clip ngắn này nhá. Mình xin kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em.